các bạn đang xem trên tay tôi đó là máy phát. Máy phát của dòng xe Mitsubishi Pajero V93, Pajero xe ngân hàng. Đây máy phát. Thì trong quá trình mà chúng ta lưu thông trên đường một thời gian thì dẫn đến là cái máy phát này sẽ bị hỏng. Bị hỏng thì lúc đó là động cơ chúng ta sẽ không hoạt động được với máy phát. Thì các bạn vui lòng liên hệ với phụ tùng Án Việt. Thì chúng tôi chuyên cung cấp phụ tùng dòng xe Mitsubishi Pajero tại thị trường Việt Nam với giá thành cực kỳ cạnh tranh. Đây là máy phát. Đây ra đây. Xịn chính hãng được trực tiếp phụ tùng Án Việt nhập khẩu từ Nhật Bản về và phân phối tại thị trường Việt Nam với giá thành cực kỳ cạnh tranh. Đây máy phát. Đấy. Thì là đây trên. Các bạn để ý là xịn chính hãng, các bạn nhìn trên sản phẩm nó sẽ có tem bao bì và tem nhãn mác đặc biệt của tem ở trên sản phẩm của tem. Thì là các bạn có nhu cầu thay thế phụ tùng dòng xe Mitsubishi Pajero thì vui lòng liên hệ với phụ tùng Án Việt. Chúng tôi chuyên cung cấp đầy đủ phụ tùng dòng xe Mitsubishi Pajero chính hãng tại thị trường Việt Nam với giá thành cực kỳ cạnh tranh.